Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin hướng dẫn với quý vị và các bạn cái hướng lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Thì ở trên đây là một cái tấm pin năng lượng mặt trời của mình. Mình lắp ở trên cây bưởi. Cây bưởi và mình làm thêm cái giàn gá ở bên ngoài. Thì đây là mình lắp thực tế ở Bến Tre, ở nhà mình ở Bến Tre, các bạn có thể xem đây. Đây các bạn. Hiện nay thì có một số cái lý thuyết khác nhau về lắp pin. Thì mình trình bày một cái lý thuyết nó cũng khá là thông dụng, phổ biến hiện nay. Về cái hướng lắp pin á, thì nhiều tài liệu nghiên cứu khuyên rằng là ở tại Việt Nam thì nên lắp pin theo cái hướng Bắc Nam. Hướng Bắc Nam, đầu Bắc cao hơn đầu Nam khoảng từ 10 đến 15 độ. Tức là cái pin của mình á, nó sẽ tạo một góc khoảng từ 10 đến 15 độ so với cái mặt khoảng ngang, so với mặt đất. Thì lý giải cho việc này á, thì người ta lý luận rằng á, là Việt Nam chúng ta là thuộc Bắc bán cầu. Khi mà vào buổi trưa mặt trời lên cao nhất và cũng là lúc mà có nhiều bức xạ nhất, nhiều năng lượng nhất, thì mặt trời sẽ ở hướng Nam. Cho nên là chúng ta lắp theo hướng Bắc Nam thì chúng ta sẽ thu được nhiều năng lượng nhất. Một cái hướng thứ hai á, nếu như chúng ta không lắp được theo hướng Bắc Nam á, thì chúng ta sẽ lắp theo cái hướng mặt trời mọc. Mặt trời mọc tức là gần như là đông tây. Thật ra thì mặt trời mọc nó khoảng là ở đông nam mà đúng hơn, chứ không phải là chính đông, nó cũng chưa phải là chính đông. Thì chúng ta sẽ lắp theo hướng mặt trời mọc, cũng một góc so với mặt đất là từ 10 đến 15 độ. Các bạn lắp pin thì các bạn nên lắp nghiêng, đừng để nó nằm ngang. Giống như là trên cái tấm pin này mình lắp. Lý do chúng ta lắp ngang mà không lắp chúng ta lắp nghiêng mà không đặt nằm ngang là bởi vì khi mà lắp nghiêng như vậy đó thì trời mưa hoặc là tối sương xuống á, nó sẽ làm sạch bụi. Bụi nó sẽ được bụi bẩn, các bạn, nó sẽ được lao đi, bị gì nước á, nó sẽ cuốn trôi bụi bẩn đi. Thì như vậy tấm pin chúng ta, nên thí dụ như tấm pin chúng ta nó sẽ sạch hơn, chúng ta đỡ tốn công mà để chúng ta lao nó đi. Thì thực tế mình cũng đã thí nghiệm rồi. Nếu như mà mình để tấm pin nó khoảng chừng tấm pin nằm ngang á thì khoảng chừng tuần hai tuần nó dơ lắm, bụi đóng không à. Nhưng mà mình để nằm nghiêng thì nó tương đối là khá sạch, để vài tháng cũng có thể sạch. Nếu như mà mùa mưa thì nó còn sạch hơn nữa. Tuy nhiên á, thì chúng ta cũng nên lao pin sau khoảng một thời gian khoảng từ 1 đến 2 tháng, chúng ta cũng nên, nếu có điều kiện chúng ta nên lao một lần để nó sạch cái bụi. Mặc dù nước mưa hoặc là sương có thể là quét bớt bụi đi, nhưng mà trong thực tế á, thì nó vẫn còn một cái lớp bụi mỏng bám lên tấm năng lượng, làm cho tấm năng lượng của chúng ta nó giảm cái công suất. Thì đây là một cái hệ thống mà bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời và mình thí nghiệm tại Bến Tre. Các bạn có thể thấy đây, đây là một cái mương nước, và các bạn có thể theo mình tham quan cái hệ thống này một chút. Hiện nay thì chúng tôi để đây. Bây giờ đúng ra thì nó cũng đã bắt đầu mùa mưa rồi. Chứ nếu như mà còn mùa nắng thì chắc là tôi sẽ đầu tư thêm nữa. Các bạn có thể thấy đây, nước chảy cũng là khá là nhiều.
Ok, thì tùy theo lúc, nếu mà mây che không có nắng, mây che thì nó sẽ không bơm được, không bơm được đó. Về cái hệ số mà tạo pin á, tạo năng lượng á, thì đối với các tỉnh ở miền Nam, cái hệ số tạo năng lượng trung bình nó khoảng chừng là 5.2. Tức là với một cái tấm năng lượng 100W thì trung bình một ngày nó có thể tạo ra được cái năng lượng khoảng chừng là 520W. Còn đối với khu vực miền Bắc thì cái hệ số tạo năng lượng nó khoảng chừng là 3.8, trung bình đó, tính trung bình. Có thể là có lúc lớn hơn, có thể là có lúc thấp hơn ha. Nhưng mà trung bình khoảng chừng đối với khu vực miền Bắc là 3.8, tức là với 100W pin thì một ngày trung bình nó sẽ tạo ra được khoảng chừng 300W điện, 300W điện ha. Về khi mà chúng ta lắp đặt tấm pin thì chúng ta phải nên xem là cái chỗ đó nó có trống trải hay không, nó có bị che nắng vào buổi sáng hay buổi chiều hay không. Rồi bất cứ một cái gì mà che tấm pin thì chúng ta phải loại bỏ một cái lá cây hay là một cái gì đó mà nó xuất hiện ở trên tấm pin. Một cái lá cây nữa ha, thì công suất của tấm pin cũng sẽ giảm đi. Tốt nhất là không có cái gì che lên trên bề mặt tấm pin. Thì đó là cái nguyên tắc để mà chọn hướng lắp đặt pin năng lượng mặt trời và góc nghiêng. Clip này xin tạm dừng lại ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip kế tiếp.